Cách giảm mỡ bụng cực rẻ nhờ uống một cốc nước này, uống đến đâu mỡ bụng tan đến đó. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, chỉ còn hơn một tháng nữa là dịp lễ Tết sẽ tới. Các chị em ai ai cũng đều mong muốn có được một vóc dáng thon gọn để diện những bộ váy súng xính phải không ạ? Chính vì vậy, nhiều người đã chạy đôn chạy đáo đến tìm những viên thuốc giảm cân cấp tốc hay nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, các phương pháp trên đều rất tốn kém và tiềm ẩn những tác dụng phụ không mong muốn đối với sức khỏe của chúng ta. Và để giúp chị em gỡ bỏ những lo lắng trên, thì trong video ngày hôm nay, Sống An Nhiên sẽ mách bạn một bí quyết giảm mỡ bụng tự nhiên chỉ với một cốc nước này mỗi ngày. Từ chính thứ quả rất quen thuộc và rẻ tiền và áp dụng theo những cách mà Sống An Nhiên chia sẻ dưới đây, thì những ngần mỡ bụng cứng đầu đến mấy cũng sẽ bị đánh nhanh diệt gọn. Bạn sẽ phải choáng ngợp với kết quả giảm cân của mình đấy. Vậy đó là cốc nước thần thánh nào lại có công dụng tuyệt vời đến vậy? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, cốc nước mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là nước quất. Quất hay còn gọi là quả tắc là loại quả rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C. Uống nước quất không chỉ tăng cường sức đề kháng, giúp da căng mịn hồng hào mà còn có tác dụng ngăn chặn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, điều hòa huyết áp ổn định do có chứa hàm lượng kali. Theo các tiến sĩ dinh dưỡng học, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thực phẩm Hàn Quốc cho biết, trong quả quất có chứa hàm lượng flavonoid, hesperidine, vitamin P và nobiletin. Những thành phần này có tác dụng rất hiệu quả trong việc đốt cháy lượng mỡ thừa trên cơ thể, nhất là mỡ bụng, đồng thời ngăn chặn không cho chúng tích tụ thêm. Chính vì vậy, các chị em hoàn toàn có thể sử dụng nước quất pha để giảm cân đốt cháy mỡ thừa. Ngoài tác dụng đốt cháy mỡ thừa, ngăn ngừa không cho chúng tích tụ thêm, thì nước quất còn có tác dụng cải thiện chỉ số cholesterol, giúp động mạch khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, nó còn giúp cải thiện tình trạng bệnh tình cho những người bị gan nhiễm mỡ. Dưới đây là cách giảm cân bằng quất mà chị em nên tham khảo để sớm có được vóc dáng như mơ ước. Cách thứ nhất, ngâm quất mật ong. Mật ong có hiệu quả kích thích tiêu hóa, kháng khuẩn, thải độc và bổ sung nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe con người. Vị ngọt của mật ong cung cấp ít năng lượng, không gây thừa cân hay béo dù uống đều đặn. Bên cạnh đó, mật ong còn giúp hạn chế cảm giác thèm ăn nên giúp giảm cân nhanh. Nguyên liệu: 500g quất tươi, 300ml mật ong nguyên chất, một bình thủy tinh có nắp đậy. Cách thực hiện: rửa sạch quả quất rồi đem ngâm muối pha loãng chừng 15 đến 20 phút. Đây là cách loại bỏ độc tố, thuốc trừ sâu bên ngoài nếu có. Vớt quất ra rổ để ráo nước, cắt quả quất thành từng lát mỏng. Lọ thủy tinh đem rửa sạch, lau khô, xếp quất vào lọ. Đổ mật ong vào lọ quất sao cho xâm xấp mặt quất, đậy nắp thật chặt và bảo quản ở những nơi khô ráo, thoáng mát. Sau 1 đến 2 tuần, bạn có thể dùng hỗn hợp quất mật ong. Cách sử dụng: lấy 3 thìa quất ngâm mật ong hòa tan với 200ml nước ấm, uống liên tục mỗi sáng sau khi thức dậy sẽ giúp đánh tan mỡ hiệu quả. Lưu ý, trong thời gian áp dụng theo phương pháp này, cần hạn chế sử dụng các chất tinh bột, đường, thực phẩm nhiều dầu mỡ. Hãy tăng cường bổ sung rau xanh, hoa quả, sinh tố trái cây để vừa hỗ trợ làm đẹp da, lại kích thích giảm cân nhanh. Hãy dành 30 phút mỗi sáng tập thể dục đều đặn để đốt cháy lượng mỡ thừa ra bên ngoài cơ thể. Cách thứ hai, trà tắc mật ong giảm cân an toàn. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 8 đến 10 trái quất tươi và 1 thìa mật ong. Cách thực hiện đơn giản như sau: vắt lấy nước quất, lọc bỏ hạt, xay nhuyễn vỏ quất rồi lọc lấy nước. Vỏ quất có nhiều tinh dầu tốt cho sức khỏe nên bạn có thể yên tâm độ an toàn khi giảm cân bằng vỏ quất. Cho tất cả các nguyên liệu trên vào tách rồi thêm 1 thìa cà phê mật ong, khuấy đều. Pha thêm nước sôi để hơi ấm và khuấy đều, vậy là bạn đã có thêm một thức uống giảm cân tuyệt vời. Giảm cân bằng nước quất hiệu quả nhất là khi uống nóng, nếu muốn uống lạnh thì bạn có thể thêm vài viên đá vào. Cách thứ 3, giảm cân đốt cháy mỡ thanh lọc cơ thể bằng quất và nước lọc. Nguyên liệu: quất tươi, nước lọc, cốc và thìa. Cách pha nước quất giảm cân: quất sắm về đem rửa sạch và cắt đôi, sau đó vắt nước ra cốc và bỏ hết hạt. Cho thêm khoảng 200ml nước ấm, khuấy đều và sử dụng. Cách thứ 4, cách giảm cân đốt cháy mỡ thừa bằng nước quất ngâm. Nguyên liệu: 500g quất tươi, 300ml mật ong nguyên chất, một bình thủy tinh có nắp đậy. Cách làm quất ngâm giảm cân: quất mua về đem rửa sạch và ngâm với nước muối khoảng 15 phút để loại bỏ hết bụi bẩn và thuốc trừ sâu. Sau khi ngâm với nước muối, bạn vớt quất ra và rửa lại một lần nữa với nước sạch và để ráo nước. Dùng dao khiến nhẹ để hình thành những đường xung quanh vỏ. Xếp quất thành từng lớp một vào bình thủy tinh đã được rửa sạch và để khô.
Cuối cùng, bạn hãy đổ mật ong đều lên các quả quất và đậy chặt nắp rồi bảo quản ở nơi khô ráo trong khoảng 1 đến 2 tuần là có thể sử dụng. Cách thứ 5, giảm cân bằng trà quất, quế. Nguyên liệu: 200g quất tươi, 2 thìa đường, 2 cốc nước, 1 thanh quế. Cách làm: rửa sạch quả quất, cắt bỏ núm và cắt làm đôi, cho vào nồi. Đảm bảo sao cho lượng nước cho vào nồi vừa ngập mặt quất và tỷ lệ đường và nước là 1:1. Bạn có thể dùng bát nước để đo, cứ dùng bao nhiêu bát nước thì các bạn cho từng đáy đường vào nồi với quất. Quế có vị cay, nóng và có tác dụng giảm cân khá hiệu quả. Bạn có thể thêm quế vào cho thơm. Đun sôi, thường xuyên khuấy nhẹ cho đường tan, giữ lửa liu riu. Sau khoảng 5 phút, bạn tắt bếp, đậy vung để qua đêm cho ngấm. Nước cốt quất đã thu được, bạn cho vào tủ lạnh để được khoảng 1 tuần. Lưu ý, uống nước quất có giảm cân không còn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng. Để cách giảm cân bằng quất mang lại hiệu quả cao, bạn nên chọn quất có nguồn gốc rõ ràng và không có phun các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích. Sử dụng vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học lành mạnh và luyện tập thích hợp. Không nên dùng đối với những người bị viêm loét dạ dày vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến những vết loét của bạn và kéo dài thời gian điều trị. Các bạn thân mến, ngoài công dụng giúp giảm cân, quả quất còn có những lợi ích tuyệt vời khác nữa mà ít ai biết đến. Công dụng thứ nhất, ăn quất giúp hỗ trợ tiêu hóa. 8 quả quất tương đương với 10g chất xơ và việc ăn một số ít lượng quất như vậy hoàn toàn không khó khăn với bạn. Chất xơ hỗ trợ chuyển động đường tiêu hóa của bạn và giúp nó trơn tru hơn. Nó có thể giúp loại bỏ trứng táo bón, đầy hơi, sỉnh bụng và đau bụng, đồng thời tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng của bạn. Công dụng thứ hai, ăn quả quất giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài tác dụng về tiêu hóa, quả quất còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Chất xơ có thể giúp tối ưu cân bằng insulin và glucose trong cơ thể, do đó ngăn cản sự phát triển của bệnh này. Công dụng thứ 3, ăn quả quất giúp tăng cường hệ miễn dịch. Quả quất cũng chứa nhiều vitamin C. Vitamin C giúp kích thích sự tăng trưởng của các tế bào mới và làm tăng hoạt động của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể tránh được nhiễm trùng, vi khuẩn và nấm. Công dụng thứ 4, ăn quất tốt cho mắt. Quất giàu vitamin A và beta-carotene giúp giảm căng thẳng oxy hóa ở các tế bào võng mạc, do đó hạn chế thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Công dụng thứ 5, ăn quả quất có tác dụng chữa ho. Quả quất có vị chua ngọt, tính mát, có công dụng kích thích tiêu hóa, giảm ho và trừ đờm, thường được dùng để chữa các chứng bệnh, chứng bụng đau, chán ăn, nôn nấc, ho khạc nhiều đờm và các bệnh ho khác. Với các bệnh ho thông thường, quất có tác dụng rất tốt trong việc điều trị. Bạn có thể dùng trực tiếp quất tươi hoặc có thể áp dụng một số cách ngâm quất hay để có một bài thuốc chữa ho cực kỳ hữu ích tại nhà. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, quả quất có chứa nhiều pectin, tinh dầu, đường và các vitamin có tác dụng chống viêm, long đờm, giảm ho, bình suyễn, kháng khuẩn và kháng virus. Do vậy, dùng quả quất để làm long đờm là biện pháp hiệu quả cao trong điều trị. Quý vị thân mến, như vậy mỗi ngày chỉ cần 3 đến 5 quả quất và áp dụng những cách chế biến mà Sống An Nhiên chia sẻ trên thì chỉ sau một thời gian ngắn thôi, bạn sẽ sớm lấy lại được vóc dáng thon gọn như mơ ước để có thể tự tin diện váy vóc trong những ngày Tết sắp tới. Không chỉ có quất mà xung quanh chúng ta còn có vô vàn các loại quả khác nữa cũng có tác dụng giảm mỡ bụng thần kỳ mà không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức. Vị có đoán được đó là những thứ quả sơn dã nào hay không? Vậy thì hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất, dứa. Dứa được đánh giá như là một loại thần dược làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ. Loại quả này không chỉ giúp chị em có một làn da tươi trẻ mịn màng mà còn giúp giảm mỡ vòng 2 cực hiệu nghiệm. Bởi vì trong quả dứa có chứa chất có khả năng phân hủy các protein giúp cơ thể bạn tránh được một số bệnh về dạ dày. Đặc biệt trong quả quất còn có chứa các axit giúp triệt tiêu những calo dư thừa trong cơ thể bạn. Bởi vậy, bạn nên tăng cường bổ sung dứa vào thực đơn ăn uống mỗi ngày, không chỉ giúp bạn giảm béo bụng mà còn rất tốt cho các cơ quan nội tạng của cơ thể. Bởi vậy, dứa được đánh giá là một trong những loại quả giúp giảm mỡ bụng cực tốt mà nhiều chị em săn lùng. Thứ hai, quả chuối. Chuối là hoa quả thơm ngon bổ dưỡng đứng đầu danh sách các loại rau quả giúp giảm mỡ bụng. Trong chuối có hàm lượng carbon hydrate vừa phải, chất xơ và rất giàu kali. Một quả chuối 100g chỉ chứa khoảng 88 calo. Đây là một con số cực kỳ lý tưởng cho một loại thực phẩm giảm cân. Chất xơ trong chuối có tác dụng làm cân bằng cholesterol trong cơ thể, giúp người sử dụng cảm thấy nhanh no, hạn chế tối đa các chất nạp vào cơ thể, cân bằng dinh dưỡng.
Đặc biệt, kali có trong chuối đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ thể, đặc biệt là đối với hệ tim mạch, giúp cân bằng huyết áp nhanh chóng. Xét toàn diện thì ăn chuối có tác dụng vô cùng tốt và là lựa chọn số 1 trong thực đơn giảm cân của bạn. Cách chế biến. Có nhiều cách để thưởng thức chuối. Các chị em có thể dùng trực tiếp hoặc làm các món sinh tố chuối tại nhà với công thức đơn giản như sau. Nguyên liệu: 3 trái chuối, 350ml sữa không đường, 1 thìa cà phê sữa đặc, ít đá. Cách làm: bỏ tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào trong máy xay. Xay lên đến khi thành hỗn hợp mịn sánh thì đổ ra ly thưởng thức. Thứ 3. Quả táo. Trong táo có hàm lượng lớn các vitamin cần thiết cho cơ thể cùng thành phần bao gồm chất xơ và lượng calo lý tưởng chỉ khoảng 53 calo. Ăn táo giúp người đang muốn giảm cân ức chế sự thèm ăn, hạn chế tối đa thức ăn nạp vào cơ thể. Ngoài ra, vitamin trong táo còn có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và ngăn các tế bào chất béo tích tụ trong cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả. Cách chế biến. Một công thức gợi ý cho các bạn muốn giảm cân với táo chính là một ly nước ép táo cần tây thơm ngon. Nguyên liệu: 2 trái táo, cần tây, chút mật ong. Cách làm: rửa táo và cần tây, táo gọt sạch vỏ cắt thành từng miếng nhỏ, cần tây cắt thành khúc. Cho lần lượt các nguyên liệu vào máy ép, nếu bạn thích ngọt có thể thêm chút mật ong để thưởng thức. Thứ tư, cà chua. Trong cà chua có chứa hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất rất lớn có khả năng làm giảm cholesterol trong máu, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng vitamin trong cà chua có tác dụng chuyển hóa năng lượng, trung hòa lượng đường nạp vào cơ thể, ly giải và đốt cháy chất béo. Ăn cà chua giúp bạn giảm cân mỗi ngày, đồng thời cho bạn làn da tươi sáng, khỏe mạnh. Cách chế biến. Salad cà chua là món ăn dễ chế biến, dễ ăn và có tác dụng giảm cân hiệu quả. Nguyên liệu: cà chua, bắp cải, cà rốt, xà lách, ít thịt xông khói, sốt mayonnaise. Cách làm: rửa sạch các nguyên liệu, bắp cải, cà rốt thái sợi nhỏ, thịt xông khói thái thành từng khúc vừa ăn. Đặt xà lách dưới đĩa, bỏ bắp cải và cà rốt thái sợi lên trên, tiếp tục xếp cà chua và thịt xông khói, phủ sốt mayonnaise, trộn đều và thưởng thức. Quý vị thân mến, Tết đến xuân về cũng là khoảng thời gian chị em phụ nữ tút tát lại nhan sắc của mình. Vậy nên, sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị hãy áp dụng những cách giảm cân kể trên để sớm có được vóc dáng thon gọn và số cân như mong muốn nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.